Review Đà Lạt 3 ngày 2 đêm P2, phần 2 cũng không thua kém gì phần 1 nha mấy má. Hello mọi người, lại là Bảo đây. Sáng ngủ dậy là đặt cái máy quay giả bộ quay lúc mới ngủ dậy là khoe dương dai rồi các kiểu. Làm mè làm màu vậy thôi đó chứ ngày thường không có đâu nghe. Sau đó thì em đi qua chỗ này để ăn món bánh căn. Lên Đà Lạt mà không ăn bánh căn á là không phải người Đà Lạt. Mà người Đà Lạt là không ai ăn bánh căn hết trơn. Bánh căn ở đây á nó khác nhiều chỗ là nó có bánh căn lòng đào với lại bánh căn ba tê. Đấy, ngon quá đó kêu. Ăn với bánh căn thì người ta sẽ cho mình một cái chén xíu mại. Lại la bánh mới ra lò nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Nhìn cái bánh mà cái trứng lòng đào nó đã chưa nè. Cắn cái trứng lòng đào nó béo mà lên tận ngóc o luôn á nha. Nạp đủ năng lượng rồi, bây giờ là đi check in số mão. Thế nào nói tới đây mấy bà cũng nghĩ tôi đi cà phê đúng không? Không, đi vô rừng. Mấy bà tra Google tới cái nhà máy thủy điện Anchorage cho tôi. Đó, mọi người thấy gì chưa? Đây chính là cái chỗ này để chụp hình nè. Chiều lắm nha mấy bà, cái này mới là khúc đầu thôi, hồi đi vô trong là có suối có thác nữa đó. Rồi cầm máy ảnh lên chuẩn bị 1, 2, 3 chụp ảnh nè. Cho dù ta ưa một ngày không mưa nhưng làm sao cây sống mà. Đó, đã chưa mọi người, không hề tốn một xu các bạn nào. Đi vô trong một hồi là mình thấy được mấy cái suối này luôn, mình có thể xuống dưới luôn nha, nhưng mà đi cẩn thận nha, đường đá nó trơn lắm. Cảnh quan ở đây thì không có gì để chơi luôn nha, rất là thiên nhiên và hùng vĩ. Nhưng mà tới đây em buồn lắm mọi người, trời em thấy cái cảnh này nè. Mọi người ơi, tới đây hãy giữ gìn vệ sinh chung và đừng xả rác giùm em, chứ mà cảnh quan đang rất là đẹp mà nhìn thấy cái đống rác này là tự nhiên bị chán nản liền luôn á. Hỏi sao người ta biết nhiều chỗ đẹp mà người ta không chỉ ra vậy á, người Việt Nam mình ý thức kém dã man. Em chỉ mọi người chỗ này thì hy vọng mọi người là giữ gìn vệ sinh chung và đừng xả rác giùm em. Tiếp theo thì em ghé đến địa điểm hai giả quỳ. Em đi tầm đầu tháng 12 nên là cũng là cuối mùa hai giả quỳ luôn, nên ở đây nó cũng hơi tàn rồi. Chứ bình thường em thấy mấy anh chị tóp tóp đang đẹp lắm. Nhưng mà mọi người đừng có buồn, em biết thêm một chỗ này. Mọi người gọi tới cái quán Si Totori cà phê á là tới cái chỗ này luôn. Sẵn tiền một công đôi gì. Rồi, xô ảnh. Chuyến đi Đà Lạt này về xong là em quá chụp hình luôn. Chụp hình xong trước cái cây bông của người ta rồi thì cũng phải vô quán cà phê người ta ngồi nha mấy má. Dù không chụp cũng nên vô thử nha, trong đây quán đẹp nha mọi người. Cái quán này nó tông màu đen, đen huyền bí rồi chiêu chiêu rồi đó. Mấy bà nào mà sống nội tâm vô đây hợp. Rồi không biết từ khi nào mà đi tới chỗ nào có cái gương là sướng sướng vô chụp. Trời ơi, lần đầu thấy trái cà phê nằm trên cây luôn nè, lạ quá à. Vô đây là mạnh đứa nào đứa đó tự đi chụp ảnh đi nha, trong đây nhiều góc sống ảo lắm. Đi cà phê xong là mạnh đứa nào đứa đó đói. Rồi về nhà chuẩn bị nấu mì gói ăn. Ăn xong là làm một giấc tới chiều luôn. Rồi bắt đầu lên đồ đi quẩy tiếp. Chiều nay em có hẹn với anh Ray đi xuống quán của anh chơi, anh mới mở quán. Trời ơi, cái quán nó nằm ở trên đèo Mimosa á mấy bà, nó hơi xa thiệt. Mà đi vô tới quán là thấy nó mộc mạc dễ thương đó mấy bà. Cái tên của quán thôi là cũng thích rồi á, ấm áp. Đây sẵn tiện em quay không gian quán cho mọi người coi nha. Quán này là anh Ray kết hợp giữa mô hình cà phê với lại quán ăn chung với nhau luôn. Đây là chân dung của anh chủ quán nha mọi người. Hai anh em cũng biết nhau lâu rồi nhưng mà giờ mới được gặp á. Ở ngoài ổng dễ thương lắm luôn á mọi người. Cái quán này cũng là đứa con tinh thần của ổng luôn, ổng giận từ hồi đầu năm tới bây giờ. Mấy cái đồ vật dụng trang trí này là một tay ổng tự làm hết nha. Người gì vừa đẹp trai mà còn vừa giỏi body sáu múi nữa trời. Nếu mọi người đang tìm một cái địa điểm ăn tối mà hẹn hò với nhau thì đây chắc chắn là một cái chỗ mình thấy rất là ok la nha. Còn mấy bà nào mà sống nội tâm thì cũng tới đây lượt luôn, tại vì ở đây nó yên tĩnh cực kỳ. Vừa mới tới là nhân viên còn phát cho mình khăn ấm để lau mặt với lau tay nữa, tinh tế ghê không. Đây mình tới thì chủ yếu là mình uống nước với lại ăn xương xương đồ các kiểu thôi, nhưng mà đâu tự nhiên anh Ray anh mời em quá trời món luôn à, là mình ngại hết sức vậy á, nhưng mà mình thích. Nói gì thì nói chứ em cũng chúc anh Ray mua mày bán đắt nha. Sắp tới có dịp mà em lên Đà Lạt chắc chắn là em sẽ ghé anh nữa. Khúc này mới bất ngờ nè mọi người, anh Ray anh nói là có một phần quà dành cho tôi. Tôi cũng là người đầu tiên được anh trao món quà trong cái dịp Giáng sinh này. Cảm giác được chọn quà rồi mở quà nó đã gì đâu á. Trời, tưởng là trang trí thôi chứ là vậy có mà tiền. Không có mồ và phần quà của tôi là một chiếc nón len. Yeah, một lần nữa em xin cảm ơn anh Ray rất là nhiều. Buổi tối con đường mà đi vô quán cũng được lên đèn rồi nè, trời nhìn lung linh ghê chưa. Và buổi tối lên đèn quán cũng nhìn trông chiêu hơn hẳn. Rồi tiếp tục tụi tôi lại đi ăn đồ nướng tại tiệm nướng Thương Thương. Hôm sau trước khi mà về Sài Gòn là tụi em còn đáp chân lên Hồ Tuyền Lâm để chơi xíu nữa. Rồi trên đường về cũng tìm ra được một cái tiệm bánh rất là xinh và đẹp luôn nha. Tiệm bánh này có tên là Khoảng Trời Tươi Đẹp, nghe cái tên là cảm thấy yêu đời hẳn ra. Quán được decor và trang trí theo cái phong cách châu Âu, đúng kiểu cái style quý tộc. Trong đây nói chung góc nào thì cũng có thể chụp hình đẹp hết. Tuy nhiên còn về bánh và nướng thì mình thấy nó bình thường nha, không có được ngon cho lắm. Nếu mà mọi người đến đây chủ yếu là chụp hình sống ảo á thì ok, nhưng mà đến để thưởng thức trà bánh thì mình no. Rồi vậy là xong hành trình 3 ngày 2 đêm về Đà Lạt của tôi rồi nha mọi người. Chúc mọi người có một chuyến đi cuối năm vui vẻ. Bye bye.